chặt đứt kiến thức. Bởi ý thức hay lý luận lắm. Thì lý luận là do cái gì? Do cái bản ngã của chúng ta, do cái kiêu ngạo, cái bản ngã, cái bản chất. Chúng ta tưởng chúng ta có bản thể, bản chất, bản ngã, bản tánh, và cái gì thuộc cái bản ngã của mình. Mặc dù chúng ta thấy là vô ngã, nhưng mà trong Phật, trong bát nhã lại còn phải vượt qua cái ngã và vô ngã nữa. Nếu mà vô ngã đối lại với cái ngã thì cái vô ngã đó chỉ là cái ngã tế nhị thôi. Thành ra phải phá luôn cả ngã và vô ngã. Dùng chữ thường, phải là không thường, không có thường mà cũng không có vô thường thì mới là bát nhã. Bởi thường thường chúng ta nói vô thường là đối lại cái thường, tất cả đều vô thường đối với thường. Nhưng mà trong bát nhã là không có thường mà cũng không có cả vô thường. Cái lạc, thường lạc ngã tịnh đó, trong bát nhã là không có khổ và không có lạc. Cái lạc còn đối với khổ, cái lạc đó là cái hình thức tế nhị của khổ thôi. Đó là hoại khổ đó, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, ba cái khổ đó. Thành ra cái cao của bát nhã là không có thường mà không có vô thường, không có lạc và không có khổ. Thường lạc ngã tịnh, không có ngã và không có vô ngã. Vô ngã là không có ngã rồi, mà không có cả vô ngã nữa. Là không chấp vào cái chuyện vô ngã, không chấp trước, không chấp vào cái ngã mà không chấp vào vô ngã. Thì thường lạc ngã tịnh chỉ có nghĩa là thường ở đây không có nghĩa là thường đối lại vô thường. Mà cái thường trong chữ thường lạc ngã tịnh của Pháp Thân, chữ thường đây là vượt qua thường và vô thường. Lạc ở đây vượt qua khổ và vượt qua lạc. Ngã trong thường lạc ngã tịnh, cái ngã đây vượt qua ngã và vô ngã. Tịnh ở đây vượt qua tịnh và bất tịnh thì mới đúng là tịnh. Mới đúng là tịnh trong cái nghĩa mà siêu việt đó. Cho nên nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta nói sao đạo Phật chủ trương vô ngã mà sao còn có thường lạc ngã tịnh. Cái ngã này là ngã gì? Phải là đại ngã của Ấn Độ giáo hay không? Không phải. Cái đại ngã của Ấn Độ giáo chỉ là một thức vi tế của cái ngã trong thường lạc ngã tịnh, có nghĩa là cái ngã vượt qua cái sự đối đãi cái hai tướng, hai pháp, vượt qua hai cái gọi là cái ngã và cái vô ngã. Hay là cái thuyết mà vô thường của Phật giáo đứng cái mặt mà thấp thì có nghĩa là tất cả đều vô thường, là nó không có thường còn. Đứng nghĩa cao đó, cái vô thường Phật giáo là phá vỡ cái hai cái tướng đối đãi nhau, hai cái pháp đối đãi nhau là thường và vô thường. Vô thường đúng nghĩa siêu việt là vô thường, chỉ có nghĩa là không thường và không vô thường. Cái lạc đúng nghĩa cái vui đó, cực lạc chẳng hạn, cực quan hỷ địa hoặc là cõi cực lạc, cực lạc, cõi cực lạc của Phật Di Đà, chỉ đúng nghĩa cực lạc nó vượt qua cái lạc thông thường và cái khổ thông thường, là không lạc, không khổ. Chứ nếu chúng ta quan niệm lên cõi cực lạc, vãng sanh thì nó vui, giống như cái vui của cõi dục thế tục này, đâu phải đâu. Chúng ta thấy nó vui quá, cho nên nó không có khổ, thì chúng ta nghĩ thấp rồi. Cái sướng lớn nhất là cái sướng không có cảm giác. Mà chúng ta tưởng là không có cảm giác tức là lãnh đạo. Hay là cái cực lạc trong cõi cực lạc, cái chữ cực lạc, cái lạc đó, trong cái cõi cực lạc của Phật Di Đà, nó vượt qua cái nghĩa lạc và khổ. Bởi khi chúng ta nghĩ lạc, chúng ta nghĩ trong nghĩa thế tục thôi. Thường lạc ngã, ngã cũng thế. Cái vô ngã của Phật giáo là vượt qua ngã và vô ngã thường tình. Cái ngã mà không có ngã gì hết á, mình hiểu vô ngã là không có ngã, là cái ngã thường tình nó chống lại cái ngã thôi. Cái vô ngã không có ngã chống lại ngã. Nhưng cái nghĩa cao siêu của vô ngã là vượt qua cái vô ngã và cái cả cái ngã. Không biệt dính trong cái thường và cái đoạn. Không dính trong cái có và cái không. Đài chúng ta tụng kinh, tâm kinh là sắc bất kỳ không, không bất kỳ sắc, sắc tức thì không, không tức sắc. Không có hai cái, một cái gọi là sắc, một cái là không. Một cái thọ, một cái không, một cái tưởng, một cái không, một cái hành, một cái không, một cái thức, một cái không. Không phải hai cái, mà một thôi, mà không phải một cái nữa. Không hai, tức là sắc là không. Không là sắc, sắc không hết, sắc không, không hết, sắc chính là không rồi.